vũ Việt Nam và chặng đường của Phạm Hương tại Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Và ngày hôm nay thì Phạm Hương rất là hào hứng để tham dự buổi khai trương show mới của thương hiệu Vinhomes đó. Và Phạm Hương hy vọng rằng là với một thương hiệu mới cũng như là rất nhiều sản phẩm uy tín và chất lượng thì Vinhomes sẽ ngày càng được công chúng đón nhận hơn và yêu thương hơn nữa. Mà đối với một người làm công nhân nghệ thuật thì cái làn da rất là quan trọng. Ngay cả khi mà cái nhìn đầu tiên của mình đối với một người phụ nữ là cái làn da trắng và mịn màng, nó sẽ là một cái thiện cảm rất là tốt và tạo được sự yêu mến của tất cả mọi người khi mà nhìn vào cái phụ nữ đó. Và cũng như làm đẹp ở những cái cơ sở uy tín để mà có thể làm cho mình đẹp một cách thông minh và hoàn hảo hơn. Chọn mỹ phẩm rất là kỹ lưỡng ngoài ra thì một tuần Ngọc Bích đi đến Beauty Salon của chị Hoàng hai lần để mà lấy đi các cái tế bào chết của da và tái tạo cho một cái làn da mới. Cái mỹ phẩm Vinhomes này giúp cho cái làn da của Ngọc Bích có độ đàn hồi tốt hơn để duy trì một cái nét đẹp của mình mãi mãi. Nên tôi cho làn da của mình chống lão hóa một cách là sống vui vẻ, tinh thần thoải mái và nên sử dụng sản phẩm dưỡng da của Vinhomes vì đó là một sản phẩm mà có nhiều dưỡng chất tự nhiên. Ngọc Bích cùng với Lan Thi và bạn thân không gửi lời chúc cho Vinhomes ngày càng lớn mạnh và phát triển thành công hơn nữa. Thành công các bạn.